Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin Hoa Kỳ, tin quốc tế và tin Việt Nam ngày hôm nay. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong, cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và nhanh chóng đi vào phần tin tức ngày hôm nay. Đầu tiên hết, mặc dù tuyên bố rằng có sự vi phạm nhân quyền trong các cái sư đoàn tác chiến của Do Thái, tuy nhiên thì chính quyền Joe Biden không quyết định là sẽ trừng phạt đối với lại các đơn vị này. Bản tin mới nhất cho biết thì chính quyền của Joe Biden đoán chắc rằng ba cái sư đoàn ở trong cái lực lượng quốc phòng Do Thái đã có những hành động vi phạm nhân quyền chống nhắm vào thường dân Palestine tại Tây Ngạn. Tuy nhiên vẫn quyết định là sẽ không trừng phạt với những sư đoàn này, theo tường trình của đài ABC cho biết. Và chính quyền đưa ra nói rằng họ vẫn chưa đưa ra một cách công khai. Tuy nhiên việc mà thay đổi này, nếu mà Do Thái không có những cái bước cần thiết và đưa ra những cái quy tắc khung làm việc cho quân đội của họ, thì có thể sẽ bị vướng vào cái lệnh trừng phạt sau khi mà Ngoại trưởng Hoa Kỳ là Antony Blinken đã nói chuyện với lại ông Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson ở tại Hạ viện. Và Hoa Kỳ nói rằng họ sẽ không trì hoãn bất kỳ một cái sự hỗ trợ nào của Hoa Kỳ dành cho Do Thái và sẽ nhận được tất cả sau khi được chấp thuận bởi Hạ viện. Ông Blinken đã cho biết như trên. Và cáo buộc này liên quan tới cái đơn vị mà trước khi có cái cuộc tấn công ngày 7 tây tháng 10 khi mà Hamas tấn công vào Do Thái, và không có vụ nào được xem là sau cái vụ mà Hamas tấn công vào Do Thái. Và trước đó thì những đơn vị này bị cáo buộc là đã có những cái hành động được xem là đàn áp nhân quyền đối với lại người Palestine tại vùng Tây Ngạn. Trong đó thì một nhà hoạt động cho nhân quyền của Palestine là Isa Amor Abro, là người đang sinh sống tại vùng Tây Ngạn ở thành phố Hebron, nói rằng ông ta rất bất mãn với quyết định của phía Hoa Kỳ. Tuy nhiên ông ta không bất ngờ Hoa Kỳ vẫn tìm cách có hành động gọi là giảm đi tình trạng bạo động và giảm đi tất cả những cái tiến trình hòa bình giữa Do Thái và Palestine. Đây là lời phát biểu của ông ta, và trong đó cho thấy rằng là chính quyền của Joe Biden đã đưa ra cái kết luận cho rằng là có những đơn vị này đã vi phạm nhân quyền trong cái việc mà gọi là đàn áp những kẻ gọi là khủng bố ở vùng Tây Ngạn và gây hại cho thường dân vô tội ở tại khu vực này. Tuy nhiên họ vẫn không đưa ra cái lệnh trừng phạt đối với lại các đơn vị này. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và Do Thái ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay, một số tiểu bang đã bác bỏ tất cả những thỏa thuận của Tổ chức Y tế Thế giới, mà trong đó nói rằng là đã có hành động gọi là độc tài toàn trị của chính quyền liên bang khi quyền hành của họ quá nhiều. Bản tin mới nhất cho biết thì trong tháng tới, một số thành viên quốc gia thành viên trong Tổ chức Y tế Thế giới sẽ nhóm họp, và trong đó cho phép cái tổ chức này có thêm quyền lực để mà đối phó với tình trạng khẩn cấp trên toàn cầu. Trong khi đó thì một số những nhà lập pháp của các tiểu bang tại Hoa Kỳ cho rằng là việc mà kiểm soát về vấn đề y tế này là sẽ ảnh hưởng tới người dân của họ, mặc dù rằng là có những cái gọi là tranh luận ở trong vấn đề này. Chúng ta gần như đã đặt quốc gia chúng ta vào trong tay chính quyền liên bang quá nhiều về chủ quyền của các tiểu bang từ lâu nay, và điều này sẽ không thể được chấp nhận và chúng tôi sẽ thay đổi điều này. Một dân biểu của tiểu bang Tennessee đã lên tiếng cho biết như trên với lại báo chí, và những gì mà chính quyền liên bang đang làm là cái luật tối cao, và nó không phải là như vậy. Hiến pháp mới là luật tối cao của đất nước này chứ không phải là chính quyền liên bang. Và một loạt những cái quyết định của tối cao pháp viện, trong đó bao gồm luôn cả một cái phán quyết từng được đưa ra năm 1984 giữa vụ kiện của công ty Chevron với lại một cái hội đồng đặc trách về cái nguồn thiên nhiên của quốc gia, trong đó đã gia tăng quyền lực rất nhiều cho chính quyền liên bang nhằm để mà đưa ra những cái luật lệ và gần như là tăng quyền cho các cái chính quyền liên bang. Và thời gian gần đây thì quốc hội đã bắt đầu có những cái bước duyệt xét lại chủ quyền của các tiểu bang, trong đó bao gồm luôn cả những cái vùng đất thuộc quyền của tiểu bang và liên bang, bao gồm luôn cả ở West Virginia khi mà họ đụng với lại cơ quan quản trị về môi trường, cho rằng là cơ quan này đã có những cái quyền lực mà quốc hội đã không đưa cho họ khi mà họ ban hành những quy tắc mới. Bên cạnh đó thì trong tháng 3, tiểu bang Louisiana, Thượng viện đã thông qua gần như tuyệt đối một cái luật, trong đó là sẽ không tuân thủ tất cả những cái gì từ những tổ chức quốc tế mà cho rằng là chính quyền của liên bang đã có sự lạm quyền. Dự luật này có tên gọi là Senate Bill số 133, trong đó sẽ có hiệu lực vào tháng 1 tây tháng 8 sắp tới đây, và nói rằng không một quy tắc, không một cái khung phép tắc nào, cái lệ phí, tiền thuế hoặc là chính sách nào của Tổ chức Y tế Thế giới, của Liên Hiệp Quốc và kể cả cái Diễn đàn Kinh tế Thế giới để bắt
Doctor tiểu bang Louisiana phải thực hiện bất kỳ một cái công việc nào, và tất cả những cái cơ quan nằm trong chính quyền của Louisiana sẽ không cần phải tuân thủ tất cả những cái chính sách này được ban hành bởi những tổ chức quốc tế. Và trong tháng 5 năm 2023, tiểu bang Florida cũng đã thông qua một loạt những cái dự luật bảo vệ cho cư dân của tiểu bang trước tình trạng mà họ nói rằng là đang có những cái hành động được xem là an ninh về cái vấn đề gọi là sinh học ở trong tiểu bang. Trong đó luật này cấm các cư dân và là bị buộc bởi các cơ sở thương mại, các trường học hoặc là các chính phủ đi thử nghiệm, hoặc là phải đeo những cái khẩu trang, hoặc là phải buộc phải chích chủng ngừa. Đáng lý là và cấm cái tổ chức trên toàn cầu như là tổ chức WHO là có thể độc quyền trong cái vấn đề thực hiện chính sách của tiểu bang Florida. Và chúng tôi phải bảo vệ cho quyền lợi của người dân Florida, đưa ra những cái chính sách bảo vệ cho họ và quyết định của họ để bảo vệ cho họ và từ chối tất cả những cái áp đặt về COVID cũng như là những cái định hướng. Và trong đó gần như là họ đã cố tình bác bỏ những sự thật và dữ liệu. Thống đốc tiểu bang Florida là ông Ron DeSantis khi mà ký dự luật này đã cho biết như trên. Bên cạnh đó, một số tiểu bang khác cũng đã cố gắng đi cái đường hướng này nhưng không thành công. Trong đó thì dân biểu của tiểu bang Maine đã cố gắng tìm cách gọi là thông qua một cái dự luật và trong đó là chống lại những cái thỏa thuận với Tổ chức Y tế Thế giới. Tuy nhiên thì đã bị đảng Dân Chủ ở tiểu bang này ngăn chặn. Đây được xem là một trong những nỗ lực của các tiểu bang nhằm chặn bớt tất cả quyền hành của liên bang. Và quyền hành của liên bang thì là phải tuân thủ tất cả những cái quy tắc đặt ra bởi tổ chức của thế giới, trong đó bao gồm Tổ chức Y tế Thế giới và một số những cái tổ chức khác. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, một số tiểu bang đã bắt đầu tính tới chuyện mà sẽ là được xem là bất hợp pháp đối với những di dân nào bước vào tiểu bang của họ. Một số các tiểu bang bảo thủ trên toàn quốc gồm có Florida, Iowa, Louisiana, Tennessee, Georgia và Oklahoma đã bắt đầu đưa ra những cái chính sách về an ninh biên giới của họ ở trong tay của họ thay vì nằm trong tay chủ chính quyền liên bang và nhắm vào thành phần di dân bất hợp pháp. Tiểu bang Oklahoma đã thông qua một cái dự luật trong đó nghiêm cấm di dân bất hợp pháp bước vào sinh sống của tiểu bang họ. Dự luật có tên là SB 14156 nói rằng bất kỳ một kẻ nào đã có hành động xâm chiếm hoặc bất kỳ một kẻ nào mà là di dân bất hợp pháp sẽ không được phép bước chân và sinh sống vào tiểu bang Oklahoma mà không có một cái sự cho phép hợp pháp ở tại Hoa Kỳ khi họ bước chân vào Hoa Kỳ bất hợp pháp. Dự luật này đã được thông qua bởi Hạ viện và Thượng viện của tiểu bang và hiện nay là đã đưa lên bàn cho ông thống đốc của tiểu bang là Kevin Stitt, một thành viên của đảng phái dự tính ký thành luật. Bên cạnh đó thì một số những tiểu bang khác cũng đã bắt đầu đưa ra những cái dự luật tương tự và theo tường trình cho biết thì với cái dự luật này sẽ nghiêm cấm tất cả những cư dân bất hợp pháp là không được phép bước chân vào tiểu bang này sinh sống. Đây được xem là một trong những cái dự luật mới và trong đó thì tiểu bang Texas cũng đã có một cái dự luật gọi là Thượng viện số 4, trong đó là sẽ biến tội hình sự nếu như băng ngang qua tiểu bang cách một cách bất hợp pháp hoặc là các cái trạm xét ở trong tiểu bang. Các tiểu bang gồm có Iowa, Tennessee và Georgia cũng đã đưa ra những dự luật tương tự. Bên cạnh đó thì đầu tháng này thì thống đốc của tiểu bang Iowa là Kim Reynolds đã ký dự luật có tên gọi là Senate File 2340 vào luật và dự luật này là có hiệu lực vào ngày 1 tháng 7, trong đó là sẽ phạm tội tiểu hình của tiểu bang nếu như xuất hiện bước chân vào tiểu bang mà sau khi bị trục xuất và sẽ bị từ chối khi mà họ bị từ chối không được bước chân vào lãnh thổ Hoa Kỳ hoặc những cá nhân nào mà đã từng bị từ chối và bị trục xuất ra khỏi Hoa Kỳ thì sẽ không được phép bước chân vào tiểu bang. Bên cạnh đó thì tiểu bang Tennessee cho biết là một cái dự luật mới, thống đốc Bill Lee cho biết là yêu cầu các nhân viên công lực là phải liên lạc với liên bang để mà có thể phát hiện những người nào sống ở quốc gia này bất hợp pháp và yêu cầu là phải hợp tác để thực hiện tiến trình bắt giữ và trục xuất họ. Đây được xem là một trong những cái luật mới của tiểu bang Tennessee đưa ra. Riêng tại Georgia đã thông qua một cái dự luật gọi là House Bill 1105, trong đó yêu cầu các cái kẻ tù nhân là phải kiểm tra cái tình trạng di trú của các tù nhân. Dự luật này được xem là đã có một cái tranh luận về chính trị sau khi mà có một nữ sinh của trường gọi là trường học ở đại học ở tại Georgia là Larkin Riley đã bị sát hại bởi một di dân bất hợp pháp đến từ Venezuela. Đây được xem là một trong những cái dự luật mà các tiểu bang đã bắt đầu ngăn chặn các di dân bất hợp pháp bước chân vào các cái tiểu bang của họ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay.
Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ, ngày hôm nay, trường Đại học Harvard và trường Đại học Columbia đã tuyên bố nói không với tại những sinh viên yêu cầu là phải chấm dứt việc đầu tư tại Do Thái hoặc rút nguồn đầu tư từ Do Thái. Nguyên nhân để mà có thể chúc mừng cho cái trường Đại học Harvard và Columbia là trong đó thì gần như là họ đã bắt đầu bác bỏ tất cả những đòi hỏi của các sinh viên. Các trường đại học này đã tiếp tục biểu tình và các sinh viên nói rằng họ sẽ không chấm dứt cuộc biểu tình cho họ cho tới khi nào đòi hỏi của họ phải được thỏa mãn. Đó là chúng tôi sẽ không có ngưng lại và chúng tôi sẽ tiếp tục và chấp nhận bị bắt giữ cho mục tiêu này. Đó là lời phát biểu của Malak Afane, được xem là một sinh viên luật ở tại California, ở Berkeley, là một trong những người tổ chức biểu tình. Trong đó thì bà này cùng với lại một số những người ủng hộ cho Palestine đã áp lực tất cả các trường đại học là cắt bỏ nguồn đầu tư của họ và tất cả các mối quan hệ với Do Thái, cũng như là việc mà gọi là vũ khí và cung cấp các cái cần thiết cho phía của dải Gaza. Trong đó thì điều này có nghĩa là những cái nguồn ngân quỹ được cung cấp bởi các công ty của Hoa Kỳ, gồm có BlackRock là một công ty về hedge fund, Google cũng như là Amazon Cloud, Lockheed Martin và kể cả Airbnb, và họ đòi hỏi tất cả những công ty này là phải ngưng cung cấp tất cả những dịch vụ và tẩy chay Do Thái, rút nguồn đầu tư ra Do Thái và ban lệnh cấm vận đối với Do Thái. Tuy nhiên thì trường Đại học Harvard và trường Đại học Columbia đã bác bỏ những đòi hỏi này và họ nói rằng họ không có đủ thẩm quyền để áp lực những công ty trên, và bây giờ thì cuộc biểu tình vẫn đang tiếp tục và vẫn đang diễn ra. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và ngược lại, đối với lại phía của các thành viên lập pháp Đảng Cộng Hòa đã lên tiếng và yêu cầu các nhà gọi là quyên góp sẽ chấm dứt cung cấp ngân quỹ cho Colombia nếu như họ vẫn tiếp tục để cho chủ nghĩa bài Do Thái xảy ra tại đây. Các thành viên của Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện đã thúc giục các nhà quyên góp của trường Đại học Columbia là phải chấm dứt việc mà tài trợ cho trường học này khi mà các cuộc biểu tình bài Do Thái vẫn đang diễn ra trong trường đại học của họ. Vốn là một thành viên trong Quốc hội, chúng tôi thúc giục các nhà quyên góp và các cá nhân là nên ngưng lại cái việc hỗ trợ cho trường Đại học Columbia, và trong đó phải lên án cái chủ nghĩa bài Do Thái đang diễn ra trong khuôn viên trường đại học, và những cái nguồn quyên góp này sẽ hỗ trợ cho trường học cho tới khi nào những kẻ biểu tình này chấm dứt cái vai trò biểu tình và bài Do Thái của họ. Và chúng tôi đòi hỏi bà hiệu trưởng của trường này là phải từ chức. Một trong những thành viên của Đảng Cộng Hòa là dân biểu Eric Burison của Đảng Cộng Hòa tại Missouri đã viết trong một lá thư mở rộng cho trường Đại học Tinh Hoa này, và trong đó gần như là đã kêu gọi các nhà quyên góp, tức là những nhà mà những cái công ty và những cá nhân giàu có đã quyên góp cho trường này. Trong vài ngày qua thì những sinh viên của trường Đại học Columbia, bao gồm luôn cả một cái trường nối kết với họ là Barnard College, đã bắt đầu cắm trại ở trong phía trên của Manhattan ở khu vực của trường đại học này để mà biểu tình yêu cầu chấm dứt các mối quan hệ với Do Thái và nguồn đầu tư của các công ty vào Do Thái, là một phần trong một cái chiến dịch đầy cực tả nhắm vào Do Thái để mà ngăn chặn Do Thái tiếp tục tấn công vào dải Gaza. Đây được xem là một trong những đòi hỏi của Đảng Cộng Hòa đã đưa ra trong lúc mà các thành viên của Đảng Cộng Hòa gia tăng áp lực với các trường học là phải tìm cách chấm dứt cái cuộc biểu tình chủ nghĩa bài Do Thái ở trong khuôn viên trường đại học. Đó là bản tin liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, công ty Southwest Airlines đã hủy bỏ ít nhất là 4 cái phi trường và sẽ sa thải khoảng 2.000 việc làm. Bản tin mới nhất cho biết thì hãng Southwest Airlines sẽ giới hạn việc thuê mướn và chấm dứt đường bay của họ ở ít nhất là 4 phi trường trong tình trạng mà gọi là kết quả của nền tài chính suy yếu và các cái cuộc trì hoãn đã khiến cho cái chiến dịch của các công ty này đã bị thất bại. Cả Southwest lẫn American Airlines báo cáo trong first quarter, tức là cái tam cá nguyệt đầu tiên, họ đã bị thua lỗ và đòi hỏi là cái sự đòi hỏi mặc dù rằng là cái việc di chuyển vẫn còn khá mạnh, trong đó thì bao gồm các chuyến bay về thương mại. Tuy nhiên các hãng hàng không đã có phải đối diện với tình trạng giá cả nhân viên quá cao, sự trì hoãn bởi việc chuyển giao các máy bay mới từ hãng Boeing đã giới hạn cái khả năng của họ có thêm những chuyến bay. Southwest cho biết họ đã bị mất đi khoảng 231 triệu Mỹ Kim, và giám đốc điều hành là Robert Jordan cho biết là công ty này đã có những cái phản ứng ngay lập tức, và trong đó để có thể bảo đảm cái nguồn tài chính của chúng tôi và giới hạn rất nhiều việc thuê mướn cho các vị trí, và đồng thời cũng yêu cầu các nhân viên là phải giảm giờ làm hoặc là sẽ bị sa thải. Trong khi đó thì công ty này có trụ sở đặt tại Dallas cho biết họ ước tính trong năm nay là sẽ có khoảng 2.000 nhân viên của họ sẽ ít hơn bắt đầu từ năm nay, và hãng Southwest cho biết là họ sẽ cắt giảm việc làm
trong việc mà gọi là không có cái tình trạng gọi là sa thải hàng loạt. Trong tháng 8 thì Southwest đã ngưng lại tất cả các chuyến bay ở 4 phi trường, gồm có Cozumel ở Mexico, Syracuse ở New York, Bellingham và Washington, cũng như là phi trường George Bush International tại Houston, nơi mà hãng hàng không này cho biết là họ đang có một cái điều hành nhỏ ở phi trường Hobby Airport, và Southwest vẫn chưa có rời khỏi cái hệ thống này từ năm 2019, và họ đã rút ra khỏi ở Newark, New Jersey cũng như là một số khu vực ở tại thành phố New York, bao gồm luôn cả cái việc mà bay ở trong cái phi trường gọi là LaGuardia Airport. Đây được xem là một trong những cái chính sách cắt giảm mới nhất của hãng Southwest Airlines sau khi mà họ báo cáo tình trạng thua lỗ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, một cuộc thăm dò mới nhất của Viện Rasmussen cho thấy hầu hết những người mà mua súng hiện nay là với tinh thần để tự vệ. Bản tin mới nhất cho biết thì hầu hết những người dân Hoa Kỳ khẳng định việc mua thêm súng của họ là để tự vệ, và một phần là do việc mua súng khá dễ dàng tại Hoa Kỳ. Theo cuộc thăm dò mới nhất của Viện Rasmussen đưa ra, tổ chức đặc trách về cái hiệp hội gọi là súng thể thao của quốc gia, tức là National Shooting Sports Foundation, cho biết là người dân Hoa Kỳ đã mua trên 15 triệu khẩu súng vào năm ngoái. Và cuộc thăm dò này đã được thực hiện trong tháng này, công bố vào ngày thứ Năm. Trong đó, Viện Rasmussen cho biết có ít nhất là 5 cái phản ứng khác nhau từ gia đình của họ khi mua súng. 20% nói rằng yes, họ đã có mua thêm súng trong gia đình của họ. 72% nói không, họ không thấy rằng trong người trong gia đình của họ là đã mua súng trong năm ngoái. 8% thì không chắc chắn. Và cuộc thăm dò này cũng hỏi một câu hỏi rằng là lý do chính mà mọi người mua súng là gì? Thì quý vị, 65% cho rằng việc mua súng này là tự vệ, 7% có thể là những hành động được xem là tội phạm, 3% nói rằng công việc nhu cầu của họ cần cây súng, và 17% cho những lý do khác, và 8% nói rằng họ không chắc chắn. Và thêm vào đó thì phân nửa những người được thăm dò nói rằng là có thể là do tình trạng mua súng quá dễ dàng tại Hoa Kỳ, và trong đó họ nói rằng là ít nhất là một trong năm người nói rằng khó tình trạng gọi là mua súng. 49% nói rằng việc mua súng rất dễ dàng, 14% nói rằng rất khó mua được một cây súng, 28% nói rằng khó mà có được cái nghĩ được cái quyền này, 9% không chắc chắn. Và cuộc thăm dò này của Viện Rasmussen đưa ra với 1.243 người Hoa Kỳ ở lứa tuổi từ 18 trở lên trên toàn quốc từ ngày 11 cho tới ngày 14 và 15 tháng 4, và mức sai biệt cuộc thăm dò này là cộng trừ 3%. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và được xem là bản tin thời sự hàng đầu trong channel của Trần Nhật Phong ngày hôm nay là bản kết luận mới nhất của Ủy ban tại Hạ viện cho biết là việc mà công tố viên của Manhattan có động cơ chính trị và trả thù chính trị khi mà đòi xét xử ông Trump. Bản tin mới nhất cho biết thì Ủy ban Tư pháp đã cho công bố một bản báo cáo của Ủy ban này cáo buộc công tố viên của quận Manhattan là Alvin Bragg đã quyết định đưa và truy tố hình sự với cựu Tổng thống Trump mà họ gọi đây là vụ án tiền bịt miệng, được xem là một hành động trả thù chính trị. Ủy ban này loan báo trong cái bản báo cáo mới nhất của họ với cái tựa đề là một trong những cái cuộc bức hại chính trị, và công tố viên của quận Manhattan đã có hành động trả thù chính trị nhắm vào ông Tổng thống Donald Trump. Và trong cái ngày 25 tây tháng 34 vừa qua thì họ đã công bố tất cả những cái thông cáo báo chí và cáo buộc ông Bragg đã phá hủy tất cả cái niềm tin của công chúng trong cái hệ thống pháp lý của Hoa Kỳ. Điều căn bản sứ mạng của một công tố viên và là phải thực hiện tất cả những cái luật pháp cần thiết, và sứ mạng của họ là chắc chắn rằng là cái nền công lý phải được công bằng và bình đẳng. Đó là lời phát biểu của ủy ban đã đưa ra trong một thông cáo báo chí. Ông Bragg đã có động cơ chính trị bức hại đối với lại cựu Tổng thống Trump, đe dọa phá hủy tất cả cái nền công lý của Hoa Kỳ và sử dụng cái hệ thống gọi là hình sự hóa trong cái hệ thống tư pháp để tấn công vào cá nhân mà ông ta không đồng ý về chính trị, và đổi lại là ông ta đã làm mất đi cái niềm tin của người dân Hoa Kỳ về hệ thống công lý của Hoa Kỳ. Và trong bản báo cáo được đưa ra, trong đó ông Bragg quyết định là truy tố ông Trump 34 tội và gọi là đại hình, tức là felony, khi mà ông đã dừng một cái tác phẩm, một cái thuyết tác phẩm
về pháp lý, trong đó cho rằng là ông Trump đã có những cái hành động gọi là vi phạm luật bầu cử, và đây là một trong những cái tính toán về chính trị. Và câu chuyện đằng sau của cái gọi là District Attorney of New York, tức là của một biện lý ở New York đã điều tra ông Trump và những người can dự vào điều này, rõ ràng họ đang có tinh thần đảng phái. Đó là một trong những cái kết luận của ủy ban đã đưa ra. Và ủy ban cũng đưa ra một số những cái nghị quyết, và trong đó họ mô tả là tình trạng gọi là có động cơ chính trị ở địa phương để mà truy tố, và trong đó chỉ ra trong bản báo cáo cho thấy là không có gì hơn ở trong cái một cái nghị quyết có tên gọi là No More Political Prosecution Act, trong đó được sử dụng ở từ cái quận gọi là Fulton County đối với bà Fannie Willis, người đang bức hại và đang truy tố ông Trump các cái tội liên quan tới âm mưu lật đổ kết quả bầu cử năm 2020. Văn phòng của ông Brad đã chưa lên tiếng cho biết về bản báo cáo này. Đây được xem là một trong những cái bản kết luận của Hạ viện đưa ra và cho rằng là cái vụ án mà ông Alvin Bragg đang truy tố ông Trump có động cơ chính trị và trả thù chính trị. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và trong một bản báo cáo mới nhất cho thấy 13 ngân hàng đã giúp cho chính quyền liên bang đặt hệ thống giám sát đối với người ủng hộ ông Trump. Ít nhất là có 13 cái công ty tài chánh, tức là ngân hàng, đã giúp cho chính quyền của Joe Biden theo dõi tất cả những người ủng hộ cho ông Trump mà không có một cái trác tòa sau cái biến cố ngày 6 tây tháng 1 ở tại Capitol Hill, theo tường trình của tờ Daily Mail đã thông báo vào ngày thứ Năm. Các quyền thành viên của Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện đã mở cuộc điều tra từ tháng Giêng, sau đó trong đó có 6 nhà băng đã có sự hỗ trợ cho cái cơ quan nằm trong bộ tài chánh có tên gọi là Financial Crime Enforcement Network, gọi tắt là FinCEN, đã giám sát về các cái chương mục ngân hàng. Theo tường trình của tờ Daily Mail, đã phát hiện và có thêm một số những ngân hàng khác, và quỹ ban đã đặt trách về chống vũ khí hóa trong chính quyền liên bang công bố hồi tháng Giêng là các nhà điều tra của liên bang đã nhìn thấy được cái cơ quan này, tức là FinCEN, đã tìm cách gọi là làm việc với lại các ngân hàng, và trong đó họ sử dụng những cái chữ quan trọng như là MAGA hoặc là Trump, và cơ quan liên bang đã đặt vài hệ thống gọi là giám sát và theo dõi đối với những người ủng hộ ông Trump và những người Hoa Kỳ nào mà mua ở những cửa tiệm như là Dick's Sporting Goods hay là Best Pro Shop hoặc là Cabela, được xem là những cái sách liên quan với tôn giáo như là tài về kinh thánh. Và ủy ban đặc trách về chống vũ khí hóa là người chủ tịch là ông Jim Jordan đã gửi một lá thư và yêu cầu cung cấp các cái chứng từ, các cái cuộc nói chuyện giữa cái nỗ lực giám sát này, và đã đưa ra trong bản báo cáo. Và ủy ban cũng như tiểu ủy ban vẫn tiếp tục lo ngại về tình trạng mà các nhân viên công lực của liên bang đã cấu kết với lại các cái hệ thống tài chánh để giám sát và theo dõi người dân Hoa Kỳ, vũ khí hóa và tất cả những cái thông tin ở sau cửa và chia sẻ tất cả những cái chi tiết về những cái cuộc chuyển ngân và hay là những cái việc mà mua tất cả những cái món hàng, trong đó gần như là để bảo vệ cho vấn đề chính trị hoặc là có những hành động gọi là bức hại về tôn giáo và có tiềm năng nghi ngờ là gọi là có hành động cực đoan, theo tường trình của lá thư đã được nhìn thấy bởi tờ Daily Mail. Bank of America, Chase, US Bank, Wells Fargo, Citibank và Trust đã nằm trong cái cuộc điều tra của các thành viên của Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện, và Charles Schwab, HSBC, MUFG, PayPal, Standard Chartered và Western Union cũng bị nằm trong cái cuộc điều tra này, theo tường trình của bản báo cáo cho biết như trên. Và điều này cho thấy đã gia tăng sự nghiêm trọng về chính quyền liên bang đã không tôn trọng cái quyền tư ẩn và cái căn bản quyền dân sự tự do của người dân. Ông Jim Jordan đã viết trong lá thư gửi cho bà Janet Yellen là bộ trưởng tài chánh và được nhìn thấy bởi tờ Daily Mail. Bà Janet Yellen trong tháng 2 đã phải trả lời câu hỏi về nỗ lực mà Đảng Cộng Hòa nói rằng đã có hai cuộc điều trần trên Hạ viện và ở trên sàn Hạ viện. Tôi có thể quay trở lại với quý vị về có thêm chi tiết về những thông tin này, và tôi vẫn chưa có cơ hội để nghiên cứu. Bà ta đã tránh né câu hỏi và khi bà ta trả lời trên sàn thượng viện về việc bà ta có biết về việc này trong khi bà ta nhận chức hay không. Tôi cam kết rằng tôi sẽ nhùng vào tất cả mọi thứ, bà ta đã trả lời trên Hạ viện. Và phía Bank of America đã gửi ít nhất là dữ liệu cho 211 cá nhân cho cơ quan trong Bộ Tài chánh và FBI ngày 17 tây tháng 1 năm 2021. Tình nghi là có những họ nói là có những hoạt động tình nghi sau khi mà họ được yêu cầu là nhìn thấy tất cả những cái chứng từ này. Đây được xem là cuộc điều tra và kết luận của Hạ viện cho thấy là có tới 13 ngân hàng đã giám sát và theo dõi những ai ủng hộ cho ông Trump. Đó là bản tin liên quan tới tình hình Hoa Kỳ ngày hôm nay.
Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, một trong những tỷ phú từng bỏ phiếu cho Joe Biden năm 2020 đã duyệt xét việc lần này sẽ bỏ phiếu cho ông Trump. Bill Ackman, được xem là một tỷ phú của một công ty hedge fund, đã lên tiếng trên mạng xã hội trong ngày thứ Tư là ông đang duyệt xét việc bỏ phiếu cho cựu Tổng thống Trump trong cuộc bầu cử năm 2024. Trong cuộc trao đổi ở trên trang Platform X, trước đây là trang Twitter, ông Ackman đã viết và ông nói rằng ông ta sẽ không bỏ phiếu cho Joe Biden for những ai mà gây ra sự hoang mang cho cái nghị trình này. Tôi sẽ không bỏ phiếu cho Joe Biden. Nhà tỷ phú này cho biết là năm 2016, ông đã bỏ phiếu cho Tổng thống Trump và ông đã bỏ phiếu cho Joe Biden năm 2020. Tuy nhiên, bây giờ ông viết rằng ông vẫn mở ra việc mà bỏ phiếu cho Tổng thống Trump một lần nữa. Tôi có thể chia sẻ cho những ai mà tôi đang ủng hộ và tôi sẽ quyết định gần hơn trong cuộc bầu cử. Và tôi nghĩ rằng đây là cái cần thiết. Ông Ackman được xem là nhà lãnh đạo của hedge fund, tức là một cái quỹ quản lý tài chính và đầu tư có tên gọi là Square Capital Management. Trong đó, ông đã từng nói về cái chính sách gọi là công bằng bình đẳng, hội nhập và đa dạng, là một cái chương trình được xem là đã gây tổn hại rất nhiều cho cái hệ thống giáo dục của Hoa Kỳ, và chỉ trích những kẻ bạo động ủng hộ cho Palestine tại các trường học, cũng như là cáo buộc những kẻ này đã cố tình tìm cách gọi là đưa ra cái chủ nghĩa bài Do Thái sau cái biến cố ngày 7 Tây tháng 10 vừa qua, khi mà Hamas tấn công vào Do Thái. Đây được xem là ông một trong những tỷ phú, và ông nói rằng ông có thể sẽ hỗ trợ và bỏ phiếu cho ông Trump trong cuộc bầu cử sắp tới. Tuy nhiên, ông không có cho biết là ông có quyên góp cho chiến dịch tranh cử của ông Trump hay không. Đây được xem là một trong những cái tin tức mới nhất liên quan tới tình hình bầu cử tại Hoa Kỳ. Và liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay, đầu tiên hết là cái lò đốt củi của Nguyễn Phú Trọng lại nóng lên một lần nữa sau khi có một số người bị bắt và bị trục xuất khỏi đảng. Đầu tiên hết, bản tin từ báo chí trong nước cho biết Lê Tiến Phương là chủ tịch của cái gọi là Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận đã bị bắt giữ, và ông này 67 tuổi đã bị cáo buộc về cái tội gọi là vi phạm về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát và lãng phí trong cái dự án mà xây một cái sân góp ở tại thành phố Phan Thiết. Và trong đó thì Bộ Công an cho biết đã khởi tố và tạm giam ông Phương với 4 người khác để mà điều tra về cái gọi là điều 219 trong Bộ Luật Hình Sự. Và trong đó gồm một số những nhân viên của ông này cũng đã bị bắt giữ và những người có liên hệ với ông này. Bên cạnh đó thì lò đốt của Nguyễn Phú Trọng cũng đã cho khai trừ khỏi đảng bí thư tỉnh ủy tỉnh Quảng Ngãi là Lê Viết Chữ và dọn đường cho việc truy tố ông này. Ông Lê Viết Chữ đã bị chính thức cái gọi là Trung ương Đảng dưới quyền của Nguyễn Phú Trọng quyết định khai trừ ra khỏi đảng theo đề nghị của Bộ Chính trị trong một cái phiên họp bất thường diễn ra vào chiều ngày 26 tháng 4. Và trong đó thì theo bản tin cho biết thì ông này đã bị kỷ luật, và ông ta vốn là nguyên bí thư của tỉnh Quảng Ngãi. Và theo tường trình cho biết, ông này đã bị cáo buộc về tội là suy thoái tư tưởng chính trị đạo đức, về lối sống và vi phạm nghiêm trọng trong quy định của đảng và nhà nước. Và căn cứ thì ông này đã có một cái cuộc sống rất là xa hoa và nhà cửa rất là giàu có. Và trước khi giữ chức bí thư thì ông này đã từng giữ một số những chức vụ quan trọng ở trong cái vùng máy cai trị. Và bây giờ thì ông ta vào tháng 3 vừa qua, ông ta đã bị khởi tố, bị bắt tạm giam về các hành vi được mô tả là nhận hối lộ từ tập đoàn Phúc Sơn. Và đây được xem là một trong những cái lò đốt củi của Nguyễn Phú Trọng nhắm vào các quan chức cấp tỉnh đang diễn ra. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình Việt Nam ngày hôm nay, công an đã bắt đầu đi kiếm bánh mì và sẽ có thêm đầy đủ tất cả quân số trong việc mà kiểm tra cái độ cồn trong người. Bản tin mới nhất cho biết thì trong cái mùa này, ở hải ngoại chúng tôi gọi là ngày Quốc hận 30 tháng 4, Cộng sản cho là ngày chiến thắng, họ sẽ bắt đầu đặt tất cả những trạm gác và những tay công an giao thông ở trên khắp các địa bàn để có thể ngăn chặn tình trạng uống rượu lái xe. Và hiện nay họ đã được tập trung ở một số những tuyến đường và có thể đặt trạm kiểm soát đối với tất cả các tài xế và buộc tất cả các tài xế phải đo nồng độ cồn, trong đó bao gồm luôn cả cồn và ma túy, kể cả những cái tài xế được xem là chở những cái hàng quá tải quan trọng hoặc là quá khổ hoặc là chạy không đúng tốc độ hoặc là vi phạm bất kỳ một cái gọi là một cái luật giao thông nào của Cộng sản thì tất cả đều sẽ phải bị thử nồng độ cồn. Và điều này có thể là khiến cho nhiều
tài xế phải dội và không dám uống rượu bia. Đây được xem là một trong những cái chiến dịch được đưa ra trong cái mùa cộng sản gọi là mùa chiến thắng 30 tháng 4 và người ở hải ngoại gọi là ngày quốc hận 30 tháng 4. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay. Và cuối cùng cũng liên quan tới tình hình Việt Nam ngày hôm nay, đúng như dự đoán của TNP Channel, bà Trương Mỹ Lan đã nộp đơn kháng án trong cái phiên tòa sơ thẩm. Sau khi bị kết án tử hình trong phiên tòa sơ thẩm, thì người được xem là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty Vạn Thịnh Phát là bà Trương Mỹ Lan đã chính thức nộp đơn kháng cáo toàn bộ cái bản án đã được kết án vừa qua. Trong đó, bà cho rằng là việc xử án của bà mức tử hình là quá nặng. Và điều này có nghĩa là đang mở đường cho việc bà ta phải bán một mớ tài sản mà bà ta đã cất giấu ở những nơi khác, kể cả ở nước ngoài, để chuộc lại một cái tòa building ở ngoài Hà Nội trị giá được biết là lên tới gần 1 tỷ Mỹ Kim. Và để chuộc lại cái tòa building này, giao nộp cho cái chế độ cai trị thì có thể bà ta sẽ được giảm án. Bởi vì cái tòa building này, trên quy tắc thì bà ta không thể bị tịch thu được là bởi vì bà ta đã dùng tòa building này để vay tiền của một số ngân hàng ngoại quốc, trong đó có ngân hàng SSBC. Và ngân hàng này đã đưa ra một cái thông báo là cái tài sản của cái tòa building này sẽ không bị tịch thu bởi vì nó còn có cái liên là tức là cái món nợ mà bà ta đã thế chấp trước đây. Và việc này đã dẫn tới việc mà tòa sơ thẩm của Cộng sản Việt Nam đã kết án tử hình bà ta nhằm mục đích là ép bà ta phải bán tất cả những cái tài sản đang có ở trong nước hoặc ở hải ngoại mà bà ta đang có và che giấu để có thể chuộc lại tòa biểu tình này và nộp cho chế độ cai trị nhằm được giảm án ở mức là án tù chung thân hoặc là bị kết án 20 năm tù. Đây được xem là một trong những cái nỗ lực mới nhất của bà Trương Mỹ Lan, và trong thời gian tới bà ta sẽ thông qua người trong gia đình tìm cách gọi là bán đi những tài sản ở hải ngoại hoặc là ở trong nước để mà gom tiền để đâu trả cho ngân hàng SSBC, chuộc lại cái giấy chủ quyền của tòa building này và giao nộp cho chế độ cai trị thì có thể được giảm án. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay. Và đó cũng là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều cho bản tin này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả các thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả các thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye!